Nói con là phải lên xích đu con nằm mới được sư phụ ơi. Nói ế xà phải lên ngôi rồi, ế xà phải lên xích đu nằm thì ế xà mới chịu. Đó, thấy chưa, ế xà tôi chưa. Ế xà phải lên xích đu nằm vậy á sư phụ, ế xà mới chịu sư phụ ơi. Làm sao cả đêm qua nhớ sư phụ không? Nhớ chứ, nhớ sư phụ. Ai, vừa thôi, giỡn ít thôi sư phụ cân nha. Giận quá là sư phụ có cơn ngang. Đó đâu rồi, đó rồi, đó rồi. Thấy không, thấy không? Cả đêm con nhớ sư phụ mà phải không? Sư phụ cho con quay sân cánh trộm. Thôi quá trời khổ qua nè, quý vị thấy chưa? Thôi con, vẫn vừa vừa đó sao? Sư phụ giận nhiều quá, sư phụ ghét biết không con? Đừng có giận quá biết không? Giận ít ít thôi. Con gái con đứa mà giận vừa vừa thôi biết không con? Nó bự lắm rồi. Tao lấy cây à, tao lấy cây nè. Mày giận tao lấy cây nè, nè, coi nè cái cây nè. Leo lên đây, leo lên cái đu. Leo lên. Nè, nè, cái cây nè, con thấy cái cây chưa? Thấy cái này là cái gì chưa? Hả? Thấy chưa? Để vừa vừa thôi. Đi. Để vừa thôi, biểu diễn vừa vừa. Rồi. Chết Xê Xê rồi, Xê Xê nó đè Xê Xê rồi, Xê Xê ơi. Hỏi có đèn nữa, hỏi có đèn nữa. Đâu rồi Xê Xê? Đâu rồi? Hỏi có đèn nữa. Hỏi có đèn. Vừa vừa thôi chứ, quỷ quá ai chịu. Cái đó quậy dĩ đó, quậy cái bằng quậy không từ na ai. Ta trói cho Mỹ lại á, nghe không? Quậy đi. Quậy quách trời quậy mà. Mày ly nè, mày ly nè. Con trời, nó rinh nặng quá, rinh hết nổi rồi. Rinh cái gì mà rinh không nổi nữa, thấy chưa? Thấy không? Thấy rinh coi không nổi nữa không? Thấy chưa? Quá trời mà. Quá trời luôn rồi, phải không? Em rinh hết nổi rồi mà. Quậy bây giờ quậy nha. Quậy. Cái phụ trói lại Xê Xê ơi. Xê Xê. Phụ trói lại rồi Xê Xê ơi, đừng lo Xê Xê. Trói lại rồi con. Quậy đi con, cái con quậy đi con, quậy thoải mái đi con, quậy quá trời mà. Xê Xê ta lúc nào ta cũng ngoan hết trơn á. Đâu có đau. Thành ra đâu có sợ. không? Sáng lên cái ớt rồi nè, thấy chưa? Cái ớt bán đợt bán rồi, còn thấy chưa? Con phải biết hái ớt đi sư phụ, không có biết làm gì hết trơn á, quậy không à. Ở đây cho ớt nè, ở đây, để cho ớt nè. Đây cho ớt nè, thấy không? Cái dạng không ở đây, cái dạng ớt ở đây à. Dạng ớt ở đây sạch, đây sạch cho dạng ớt này. Ăn cho cay, cho lọc lưỡi, cho sủa coi. Nuôi ông sủa gì trên mà bị không mà. Đen ớt là sủa tay. Cho ăn lọc lưỡi sủa nha. Để cứ tôi bộ giả tôi cho ăn nha. Cái chim nó còn hót không? Cái dạo không sủa, chán quá. Nuôi ếch thẻ sao không sủa dịch ra. Rồi, bữa nào đi hái quế trên bộ đây. Bữa nào đi hái quế sư phụ. Xê đi không? Xê thấy xà bị trói không? Thấy không? Thấy chưa? Thấy xà bị trói chưa? Bỏ tật chưa? Bỏ tật chưa? Quế chuẩn bị đắp đá trở lại rồi nha quý vị. Rồi là hết mùa rồi. Quế phải tận dụng mấy cái lá ở dưới đó luôn. Đó. Tận dụng cái lá ở dưới luôn. Rồi hết mùa rồi. Hết với cái lá dưới rồi mình xào hoặc là gỏi hoặc là trứng bì đó. Gần hết mùa quế rồi. Phải tận dụng hết các lá đó thôi. Mày chết nghe Xê Xê. Con dám cắn cái đồ phải không? Coi một hồi tắm đó. Cột nó đi rồi một hồi tao tắm cho. Phá quá trời phá không nha. Con nít này phá kinh khủng thiệt. Phá mà gọi là phá kinh khủng luôn á. Gần hết cùa bế rồi, bắt đầu nó hơi xấu lại rồi. Thôi, sau này nó chưa lớn, làm trước đi. Sau này chưa lớn rồi. Lì rồi, công nhận ngôi xà nó không có dừng nghỉ. Không sợ. Để xà đập không sợ. Quậy thả ra là quậy thấy không? Đập nó không sợ luôn mà. Đi thì nó đi trước vậy đó. Đi thì nó chạy đằng sau mới vui lắm. Đây thấy thì cũng dễ thương mà được có cái quậy hà. Quậy quá không ai chịu nổi à. Có thấy thì dễ thương. Sư phụ hái rau nghe, lại phá là sư phụ đập nghe. Đây, mình đập cái coi. Là hết mùa rồi chứ quế ra hoa là hết mùa rồi. Xê Xê. Thôi ai kêu thôi chứ đừng có. Kêu con đó. Kêu con mình đó. Kêu con nó chạy liền. Nè. Chứ mà có một con quậy quá. Đập nó biết đập mà ông mũ không đau. dứt cưng nó đập cái lao nó bị tới không à. Bắt đầu cái vụ giót cái cây roi tre cái vụ đập con á, cái vụ nó đập không cũng đâu. Cái vụ giót cái roi tre nó không biết không? Thì đập một cái là lén lửa luôn á. Mà không biết ông vụ không có đau, bị cái vụ quá. Cây roi tre là đập cái là con nhán lửa con luôn á, nghe kìa, thấy không? Tôi đập cái là nhán lửa luôn á, biết đập bằng roi tre không đau, quậy, thấy không? Quậy. Chứ đập bắt cái roi là nhán lửa luôn á. Bắt đầu chuẩn bị hết mùa rồi, cái nào nó cũng muốn có vấn đề rồi. Nó lụng rồi, ta gọi là lụng rồi đó. Nó lụng rồi nè, thấy không? Cái vụ đập bằng con mà mấy cái cây này nè sao? Nè, cái vụ bẻ mấy cây này nè ha. Cái vụ đập cái cây nào cái đấy là cho con biết thân con luôn nè, thấy không? Nè. Cái vụ bẻ mấy cái cây trà này nè, nè. Sư phụ đập con một cái là con ngán lửa luôn á. Chứ con đừng có thấy sư phụ đập cái cây mũ con không sợ, nghe không, nghe không? Nè, sư bẻ mấy cây là sư phụ đập cái nè, đập hai ba chia nè. Nè nè nè. Nè ha ha. Ha. Sư đập cái là má nhìn không ra nè, thử cái coi, cho thử coi. Thử coi. Nó biết cây nào đau. Cây này thì nó sợ, còn cây cống mũ nãy đập nó không có sợ. Rồi bẻ cái cây cho con nha, thấy không? Đây nè, sư vừa bả sẵn ra sợ cây nè, để dành nè, nè, nè con thấy chưa? Thấy cái cây này không? Cây đập cái là nứt đít liền nè, nghe không? Nè, nè, thấy sao? Nè con thấy cái cây này chưa? Thấy chưa? Đó, cây này nó mới sợ, biết rồi. Phải bẻ cây bằng gì nó mới sợ. Trời ơi, nó quậy. Quậy tan canh giá lạnh luôn. Đó, giờ sợ rồi đó, thấy không? Phải có cách trị chứ. Nè, lại đây. Cái cây tôi để đây nha. Cây lại đây là con coi tôi nha. Thấy cây chưa? Ở đây, cái xà ở đây. Thấy cây chưa? Ở đây. Đó, rồi dẫn đi. Ở đây. Thấy chưa? Nứt đít luôn á. Trời ơi. Mũi tấn công rồi, vô lấy thuốc mũi xịt cho sợ ơi. Rồi đi vô, cho lấy thuốc mũi xịt rồi sư phụ nó hái tiếp. Mũi quá. Tấn công rồi nè. Trời ơi. Sen nó cũng mùa thu nó cũng tàn rồi nè, thấy chưa, nó cũng muốn tàn rồi đó. Đó. Quá, thấy cây nó ra thấy vui ghê. Hái rau đá, hái rau má ăn nữa được rồi. Lớn rồi nè. Đó, Xê Xê quậy đi. Đi, Xê Xê quậy đi ra sao phụ nhốt lại, đi. Đi. Ra sao? Nó chạy ra. Chạy ra. Đó. Nhốt Xê Xê lại. Đó, thấy không? Con thấy chưa? Đó, chạy vô nhà rồi. Chạy vô nhà rồi. Ồ, tôi nói các Phật tử biết không, khổ qua thấy khiếp luôn. Thấy hôm nay còn mấy gánh này đó nha. Mà giờ nè, coi nè. Cái hổ qua này đó, các Phật tử biết đó là cái trái nó dài gần, chắc là hơn gang tay á. Nói là gần nửa thước thì hơi quá, ít chứ cũng hơn gang tay luôn á các vị nè. Cái loại này nè, giờ để cho nó dài ra hay nó dài xuống nó bự. Đó, thấy chưa? Đó, nó dài vậy đó, đó. Thấy không? Này không hái nữa, để cho nó dài chơi. Hôm trước này hái toàn hôm qua đều, hái hôm qua nhỏ không à. Ăn cho nó ngon, cho người ta ăn cho nó ngon, giờ không hái để cho nó dài. Giờ thành trái hoa bự luôn á. Bự trời. Gọi là bự chà bá lửa đó. Năm nay ngày hôm qua là thấy mê nhất. Đây nè. Nên là già khổ qua là thấy mê nhất, thấy không? Đó, thấy không? Là trái này qua Ấn Độ nè. Cái này là nó bự dữ lắm, nó bự bằng gần bắp chân mình luôn á nè. Bây giờ thấy không đó nè. Thấy ham không? Quá trời trái nè, thấy không đó, chỗ nào cũng thấy trái hết trơn á. Thôi chào quý vị nghe, bắt đầu thầy tạm biệt nha.